Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Tây Bắc Vlog. Hôm nay thì mình sẽ cùng với các bạn làm món cơm lam các bạn ơi. Đây là cái lá nhuộm màu tím, còn sang bên này đây là cái lá nhuộm màu đỏ. Bây giờ mình sẽ tiến hành mình rửa cái lá đi nha các bạn nhé. Đây là lá màu đỏ này, kia là lá màu tím. Đun lên thì nó mới ra màu được. Rồi bây giờ mình sẽ đun lên nha. Bác lên bếp rồi. Sản phẩm khi mình đun lên thì nó cùng một màu hết thôi. Lúc nó còn tươi thì mình không nhận biết được, nhưng mà lúc đun lên các bạn xem này, màu đỏ, đỏ pha tím. Cái đấy chắc màu tím quá à? Cái này nó sẽ nhạt màu hơn này các bạn. Đúng, cái này màu khác thật. Mình bắt đầu ngâm gạo nha các bạn nha. Đó, đổ vào. Ngâm lúc còn nóng này thì nó sẽ thấm vào gạo tốt hơn. Đó. Màu tím cho gạo vào nó sẽ biến thành màu tím. Đấy, tím hết rồi. Tím này, tím đẹp lắm. Hai đều tím, nhưng mà cây nó khác nhau thật. Cái này màu, chả biết màu gì, màu vàng à? Cái này sẽ lên màu vàng, hơi vàng. Ngâm một tiếng, mình mới cho bỏ vào ống. Đây các bạn ơi, ba thứ này. Đó, ok rồi đó. Bây giờ mình đang vào rừng để chặt tre làm ống lam. Đây có cái cây sung siêu to khổng lồ này các bạn ơi, rất nhiều quả nha. Bụi tre gai đây các bạn ơi. Đấy, và mình sẽ chặt lấy cái cây non, cái cây măng đấy. Đấy, cái cây đấy, cái cây già quá thì nó sẽ không thơm. Bây giờ mình sẽ lên chặt nhá các bạn nhá. Chặt tre gai này không phải đơn giản đâu đấy, nhiều gai lắm. Bây giờ mình sẽ cắt từng đoạn nha các bạn nhé. Cái tre này hơi to nên mình sẽ làm ống ngắn thôi. Cái này mà nhồi gạo vào có mà một ống thì một cân mất. Bạn ơi, mọi thứ đã sẵn sàng rồi nha. Bây giờ mình sẽ bỏ gạo ngâm vào trong cái ống. Đây thì đây có 3 màu. Đây là màu tím này. Còn bên đây là màu trắng tự nhiên. Còn đây là màu, cũng màu gì, màu tím à? Màu gớt. Màu gớt, màu đỏ. Cái này gọi là màu đỏ. Đây thì bà con mình gọi là cái lá nếp các bạn ơi. Lá nếp thì nó mùi thơm lắm, thơm như là gạo nếp ấy. Gạo nếp mình cũng mùi thơm sẵn rồi, nhưng mà cái lá này cho vào thì nó sẽ tăng thêm cái mùi thơm.
và mình sẽ đợi lại. Rồi, như này là được một ống này. Đây là màu trắng. Rồi, và đây là màu tím. Bây giờ mình sẽ cho vào đốt các bạn ơi. Mình cho vào lửa này đốt. Đấy, than rất là nhiều luôn rồi. Hồng rực rỡ rồi. Nói chung là cái ống này nó dày như thế này thì mình cứ đốt thoải mái thôi. Đó, ba cái. Này mình sẽ đốt trong khoảng chắc phải tiếng 2 tiếng gì đấy. Rồi, ok, đợi chín thôi. Đây, sau một thời gian đốt thì bên dưới nó đã cháy nha các bạn nha. Cái này mình cũng thỉnh thoảng phải ngó ngó, không là nó lửa mạnh như này nó cháy vào trong mất. Đến giai đoạn này thì mình sẽ bắt đầu dùng cái giò này để mình lấp lại các bạn ơi. Cái này gọi là giai đoạn ủ. Làm này thì nó mới chín kỹ, cơm nó mới dẻo. Để cho than lên trên này. Ôi nóng quá. Sau một thời gian thì chắc là chín rồi. Mình sẽ mang ra thử trước một ống. Nó sẽ có hơi có giò vào trong một tí. Thơm thế. Chín chưa? Chắc là chín rồi nhìn. Đấy, thử xem nào. Thử nếm xem nào. Nếp này dẻo lắm. Đã chín nha các bạn nha. Đấy, chín sau một thời gian mình ủ thì bây giờ nó cũng nguội rồi. Bây giờ mình sẽ bóc ra. Đấy, và cái bước đầu tiên là chúng ta phải tước mỏng ra đã. Cái ống này cũng tương đối là dày nên mình sẽ tước mỏng dần ra như này. Đây các bạn xem. Cái này thì nó sẽ có một cái lớp giấy mỏng như này các bạn nhá. Đây các bạn. Đấy, sau khi bóc ra cái lớp giấy thì nó cũng chưa nguội hẳn, nên là cái lớp giấy nó có một số chỗ thì nó cũng bị tách ra rồi. Rất chi là thơm ngon. Dẻo chưa? Dẻo. Dẻo lắm các bạn ơi. Rất là thơm và dẻo. Đấy, và video của mình đến đây là kết thúc rồi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Nếu các bạn thấy hay, các bạn hãy nhấn vào xem, like, chia sẻ, đăng ký kênh để đón xem những video hay hấp dẫn tiếp theo trên Tây Bắc Vlog. Xin chào và cảm ơn các bạn.